Vừa qua tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã chính thức phát động chiến dịch giờ trái đất năm 2018 với thông điệp Go More Green, hôm nay tôi sống xanh hơn. Theo thông lệ hàng năm, chiến dịch giờ trái đất diễn ra với những thông điệp, khẩu hiệu khác nhau, nhưng có chung một mục đích là vận động cộng đồng, doanh nghiệp và toàn xã hội thực hiện các hoạt động về tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và ứng phó với hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu. Chiến dịch giờ trái đất là sự kiện xã hội có ý nghĩa sâu sắc và tác động to lớn trong việc quảng bá ý thức của người dân, cộng đồng và xã hội trong việc tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Mọi cá nhân và tổ chức tại Việt Nam đều có thể tham gia chiến dịch bằng nhiều hành động như là tắt đèn, tắt các thiết bị điện không cần thiết trong 60 phút của giờ trái đất. Ngày 24 tháng 3 tới, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và 60 tỉnh thành phố trên cả nước sẽ đồng loạt tắt đèn từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút.